pergunta. Yes. Ừ, hôm cái. Ừ, đúng rồi, hôm cái. Hôm cái trước khi lên xe bus ha. Yes. Ok, xe hai bác Hoàng kìa. Không thấy comfortable á. Không phải, cái nó vậy anh. Cái mới cái là 2-3 ngày đầu của nó vậy đó. Yeah. Mới cái là nó vậy. Bởi tụi này nó cái thói quen tụi nó cái quan trọng lắm. Nó dạ, đúng lắm. Rồi, sensitive. Thấy vậy chứ không phải vậy. Ừ, đúng rồi. Một cái gì khác là chút xíu thôi là nó đã gây rồi. Gây rồi ha. Dạ. Bởi vậy mỗi lần nó đau bụng, nó mắc cầu, khổ lắm. Nó quýnh, nó cào, nó dữ lắm.